Khang Audio xin kính chào tất cả các đồng chí. Báo cáo với các đồng chí, Marzan có model là BM30 đã rên rỉ. Đấy, đèn bóng nguồn sáng rồi nhá. Đấy, giờ le đấy, giờ le đóng cái tạch phát rồi đấy nhá. Đấy. Đấy. Cái này nhá phải ấn vào ấy thì mới gì được. Ấn vào hay là nhả ra thì mới ba lan ke này này, tức là tách loa mới có tác dụng. Tức là ấn vào là kích hoạt mạch bắt chéc thì phải thì mới có tác dụng, còn nếu nhả ra là không chỉnh được đâu nhá. Đấy. Còn cái này là cái phần tai bia 1, tai bia 2 là phần của cassette. Đấy. Đấy. Nhưng mà nói chung là cái này không dùng đến nhá. Bây giờ là làm tí music luôn nhá. Đấy thì báo cáo cho nó nóng. Đấy nha. Đây này, nó còn do cái lằng nhằng cái đang input select này này. Đấy nên là không đấy. Tức là phải đám đèn đỏ này nó mà lên là nó bị mất tiếng ngay đây này. Input tức là nó chuyển tín hiệu đầu vào đấy, select input nhá. Đấy. Đấy. Thank you.
Với các đồng chí, âm thanh Nhật khiến làm người ta say đắm. Xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.